Trong cuộc sống bộn bề này, đôi khi chúng ta mê mẩn với công việc và quên đi hết mọi thứ xung quanh đang trôi nhanh qua chúng ta như thế nào, và đôi khi nhìn lại bản thân mình, bạn lại cảm thấy tại sao mình trông già đi từng ngày nhanh như vậy. Bạn có từng kinh ngạc khi thấy một ai đó trẻ hơn tuổi thật năm, 10 hay thậm chí đến 15 tuổi, chẳng cần phải phẫu thuật thẩm mỹ, bạn cũng hoàn toàn có thể duy trì tuổi thanh xuân bằng chính thói quen sống hàng ngày của mình đấy. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường có thể gặp những người đã ở vào tuổi 30, 40, 50 thậm chí là 60, nhưng trông vẫn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Thần thái, tâm hồn và cách suy nghĩ là những tác nhân ảnh hưởng rất lớn tới cách người khác đoán tuổi bạn. Nếu bạn luôn hướng tới những điều dưới đây, bạn sẽ có một nhiều niềm vui và luôn trẻ trung trong mắt mọi người. Hãy cùng Mẹo Cuộc Sống tìm hiểu ngay bây giờ nhé! 1. Học cách kiểm soát căng thẳng. Bạn có biết, căng thẳng gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn về nhiều mặt. Không có gì có thể làm bạn già đi nhanh như một cảm giác lo lắng và căng thẳng liên tục. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thời gian căng thẳng kéo dài thực sự có thể làm thay đổi DNA của bạn. Căng thẳng mãn tính gây ra bởi công việc, bất ổn gia đình hoặc các tác nhân khác dẫn đến tăng huyết áp, gián đoạn giấc ngủ và mụn trứng cá. Những căn bệnh này đều có tác động tiêu cực đến tuổi của chúng ta, và bạn cũng có thể thay đổi chính những suy nghĩ của mình để vượt qua những căng thẳng trong cuộc sống. Bạn hãy thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn bằng cách tránh xa những con người hay than vãn và học cách chấp nhận những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân mình. Nếu bạn đang đi dạo, hãy lắng nghe những âm thanh của cuộc sống, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và cảm nhận bước chân của mình. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ đem đến sự thư thái và nhiều điều thú vị nếu bạn thật sự lưu tâm. Khi bạn có thể chấp nhận sự thật rằng có những điều bạn không thể thay đổi, bạn sẽ không bận tâm nhiều đến những điều vụn vặt trong cuộc sống. Hãy cố gắng bỏ qua những điều nhỏ nhặt và đừng lưu tâm đến chúng nếu không cần thiết. Và bất cứ lúc nào bạn cảm thấy mình sắp bị căng thẳng, bạn hãy hít một hơi thật sâu hoặc mở một đoạn nhạc để nghe. Đây là cách đơn giản nhất để thư giãn và giữ bình tĩnh. 2. Hãy sống năng động và luyện tập thể dục thường xuyên. Khi chúng ta còn ở độ tuổi 20, chúng ta có rất nhiều những dự định để đi đây đi đó. Hơn nữa, chúng ta còn có nhiều hoạt động ở trường học và nơi làm việc. Chúng ta cũng chăm mở rộng mối quan hệ xã hội hơn. Dù chúng ta luôn muốn giữ vững tinh thần này, nhưng thực tế, khi ở độ tuổi 30, 40, 50, ta lại thụ động hơn. Điều này là vì khi càng lớn, chúng ta càng có nhiều trách nhiệm và có mong muốn được ổn định cuộc sống. Các nhà tâm lý học khuyên bạn nên thử những điều mới mẻ để vượt qua tâm lý muốn ở trong vùng an toàn và để thoát khỏi những thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày. Bạn có thể tham gia hoạt động xã hội, đi du lịch trong nước và nước ngoài, tập một môn thể thao mới. Nếu bạn không muốn thử những điều trên một mình, thì hãy rủ bạn bè cùng làm để có thêm cảm hứng. Và thêm nữa là, hãy thường xuyên luyện tập thể dục để giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện tâm trạng, nâng cao sức khỏe của bản thân, vì khi luyện tập thể dục, chúng ta sẽ tràn đầy sinh lực và thể chất để có đủ khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình. Đồng thời, các môn thể thao cũng giúp chúng ta cải thiện trí nhớ, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Để tăng cường sức khỏe thể chất, bạn nên duy trì chế độ luyện tập thể dục thường xuyên và hợp lý hàng ngày, hàng tuần. Dù mỗi ngày bạn chỉ cần bỏ ra 10 đến 15 phút luyện tập, bạn có thể tập bất kỳ môn thể thao nào phù hợp với mình, như bơi lội, yoga, chạy bộ, đạp xe, cầu lông. Nếu bạn không có hứng với các môn thể thao, bạn có thể rèn luyện bằng cách làm việc nhà, chăm sóc con cháu, thú cưng, cây cảnh, để yêu đời hơn và có sức khỏe tốt hơn. 3. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang già đi. Bạn có nhận thấy rằng suy nghĩ của chúng ta đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta như thế nào? Cụ thể là, khi bạn bị căng thẳng hay vô tình nhận được một tin gì đó không vui, thì suy nghĩ của bạn ngay lập tức sẽ bị chùn xuống và những cảm xúc không thoải mái cũng sẽ đi kèm theo. Chúng ta thường luôn bị ảnh hưởng bởi những quan niệm của cuộc sống về tuổi tác theo năm tháng. Ví dụ như, khi chúng ta già đi thì những triệu chứng sẽ kéo theo, như là mắt sẽ mờ đi, xương cốt sẽ yếu dần, kéo theo những cơn đau khớp. Sự thật thì, những niềm tin về sự lão hóa của tuổi tác theo năm tháng là những suy nghĩ giới hạn. Bạn có thể nhận thấy một số người mặc dù tuổi tác của họ đã cao, nhưng trông họ vẫn còn rất trẻ trung, nhiệt huyết và nhịp, họ còn trẻ hơn tuổi thật. Khoa học đã chỉ ra rằng, cơ thể của chúng ta là một cơ chế phản hồi lại suy nghĩ của chúng ta, vậy nên, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang già đi mỗi ngày, thay vào đó, hãy luôn nghĩ rằng bạn đang ngày càng trẻ trung hơn, khỏe mạnh hơn. Vào những lần sinh nhật kế tiếp, bạn đừng cắm số cây nến trên chiếc bánh kem bằng với số tuổi thật của mình, thay vào đó, bạn có thể cắm số cây nến ít đi so với tuổi thật của mình. Hãy luôn nghĩ rằng mình vẫn còn đang ở tuổi thanh xuân, trừ khi bạn không muốn kêu gọi lại tuổi thanh xuân của mình. 4. Hãy cảm ơn và trân trọng cuộc sống của mình. Đôi khi việc tập trung vào những gì chúng ta không có lại dễ dàng hơn việc tập trung vào những gì chúng ta đang có. Hãy sống chậm lại một chút và ngẫm lại tất cả những gì mà đáng ra ta phải cảm thấy biết ơn, thay vì cho rằng chúng chỉ là những điều hiển nhiên. Có thể chúng ta không cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại và mơ ước một điều gì đó xa rời thực tại. Nhưng sẽ có lúc khi nhìn lại, chúng ta mới biết là hiện tại mình đã may mắn như thế nào. Hài lòng với cuộc sống hiện tại, tự dưng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và lạc quan hẳn lên. Có đôi lúc chúng ta vô tình không nhận ra những giá trị tốt đẹp mà người khác dành cho mình, cũng như không nhận ra giá trị của những điều mà người khác đang làm cho mình. Khi biết trân trọng thì chúng ta cũng sẽ biết chấp nhận, trân trọng những gì mình có và chấp nhận những gì mình mất đi. Trân trọng những điều tốt đẹp đến với bạn, đừng bao giờ so sánh mình với người khác, vì đơn giản mỗi người đều mang một phong cách riêng biệt, họ có những quan niệm và suy nghĩ riêng, vì thế đừng cố gắng thay đổi một ai đó mà hãy thay đổi chính mình. Hãy để họ là chính họ, được làm những điều mà họ thích. Dù cuộc sống hiện tại có những điều khiến bạn chưa vừa ý, nhưng bạn hãy nhớ những gì mình đang có chưa hẳn người khác đã có. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, hạnh phúc có thể xen lẫn khổ đau, vẫn còn nhiều người phải sống trong hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình. Bạn cứ giữ vững niềm tin vào cuộc sống, bởi những điều kỳ diệu và tốt đẹp vẫn đang chờ ta ở phía trước. Đừng bao giờ chán nản với cuộc sống của mình. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn hãy thay đổi một chút, lên kế hoạch và sắp xếp công việc hợp lý hơn. Bạn cũng đừng bao giờ nuối tiếc quá khứ mà hãy trân trọng những gì đã đi qua. Không nên nhớ lại những đau khổ, thất bại mình đã trải qua, mà hãy sống với những khoảnh khắc đẹp đẽ của hôm nay. Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, bạn nên chọn cho mình một cuộc sống đơn giản nhưng không đơn điệu, làm những điều mình thích. Được sống trong cuộc đời này đã là một điều kỳ diệu, vì vậy bạn nên cảm ơn những gì mà mình đang có, trân trọng mọi thứ xung quanh. Hãy cùng chia sẻ niềm vui cho tất cả mọi người để bản thân có cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Và thông qua video này, Mẹo Cuộc Sống xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe để sống trẻ, sống vui hơn mỗi ngày. Nếu xem video thấy bổ ích thì đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thêm những video mới bổ ích hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!